được xây dựng gần 300 năm trước, đình Lạc Thanh, phường Yên Thanh là nơi ghi dấu những trầm tích văn hóa lịch sử của vùng đất cổ Lạc Thanh với những phong tục tập quán mang đậm sắc thái làng quê Việt Nam. Đình thờ 12 vị thành hoàng gồm 3 vị nhân thần, 10 vị thiên thần. Lễ hội đình chùa Lạc Thanh được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3 âm lịch hàng năm với các nghi lễ truyền thống, lễ rước thành hoàng, lễ an vị, lễ nhập tịch, lễ dâng cỗ tế thành hoàng. Trong lịch sử, lễ hội đình Lạc Thanh xưa được tổ chức quy mô có nhiều đoàn rước nhất trong các lễ hội truyền thống ở Quảng Ninh. Phần hội diễn ra sôi động với nhiều trò chơi dân gian như đánh đu, cờ người, đấu vật, tổ tôm điếm, chọi gà, cùng các màn hát chèo, dân ca quan họ. Năm 2018, lễ hội đình chùa Lạc Thanh là một trong những sự kiện chào mừng năm du lịch quốc gia Hạ Long Quảng Ninh. Lễ hội được tổ chức trong 3 ngày, bắt đầu từ 28 đến hết ngày 30 tháng 4, tức là từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3 năm Mậu Tuất. Hãy đến với lễ hội đình chùa Lạc Thanh để được hòa mình vào không gian hội hè đình đám và cùng trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của làng quê Việt Nam. Lễ hội đình chùa Lạc Thanh hội tụ nét đẹp làng quê Việt.